vì sao bà Nguyễn Phương Hằng không được ân xá như ông Chu Ngọc Anh. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đưa nhiều thông tin và hình ảnh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, người bị kết án tù với cáo buộc vi phạm Điều 331, Bộ Luật Hình Sự sẽ được đặc xá và trả lại tự do nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước vào ngày 31 tháng 8 đưa tin bà Hằng không được đặc xá trả tự do trước hạn trong dịp này, chỉ được đề xuất giảm án 24 ngày do cải tạo tốt. Việc bà Hằng được giảm 24 ngày được tuyên truyền là thể hiện sự nhân đạo của nhà nước. Tính đến ngày 2 tháng 9, bà Hằng vẫn còn phải chấp hành tiếp tục thời gian 3 tháng 24 ngày tù nữa. Trước đó vào ngày 4 tháng 4, bà Hằng từng được tuyên giảm 3 tháng tù trong phiên phúc thẩm của một số đồng phạm kháng cáo, dù rằng bà không hề kháng cáo bản án sơ thẩm. Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng là người nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn mang tính phản biện liên quan đến việc chỉ trích các nghệ sĩ nổi tiếng và cả một số quan chức trong các buổi live stream phát hành trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, bà Hằng bị khởi tố bắt giam và kết án tù với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đây là điều luật hết sức vô lý đã bị công luận quốc tế chỉ trích là không rõ ràng và thường được nhà nước Việt Nam sử dụng để bịt miệng những người dám lên tiếng chỉ trích chính quyền. Như vậy, với việc trại giam An Phước đề xuất giảm 24 ngày tù cho bà Hằng, thì đến đầu tháng 12 năm 2024, bà Hằng mới thi hành xong bản án hình sự. Đáng chú ý, mạng xã hội cũng so sánh bà Hằng với cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, người có thể sẽ được ân xá trong dịp này. Ngoài tội danh cố ý làm trái gây thiệt hại cho nhà nước 19,8 tỷ đồng bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ còn bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở vì đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của ông. Nhiều ý kiến thắc mắc không hiểu vì lý do gì ông Chu Ngọc Anh không bị truy tố về tội nhận hối lộ, để cuối cùng ông Anh vẫn thoát tội nhận hối lộ, nay còn được xem xét đặc xá và được trả tự do trước thời hạn. Đã có những chia sẻ và nhận xét chua chát rằng thế mới biết đảng viên và người phản biện ai lợi hại hơn ai. Đó là chưa kể đến việc trong quá trình điều tra vụ án, chuyện hi hữu xảy ra, đó là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan điều tra gia hạn tạm giam đến 8 lần trước khi đưa ra xét xử. Nếu chiếu theo quy định ở khoản 2 điều 173 của luật tố tụng hình sự năm 2015, thì giờ của bà Hằng thuộc diện được gia hạn một lần, không quá 2 tháng. Dưới luật ra đặt câu hỏi, phải chăng có một âm mưu nhằm hãm hại bà Nguyễn Phương Hằng? Tại sao pháp luật quy định số lần cho phép gia hạn tạm giam để điều tra rất rõ ràng, nhưng lại bị công an thành phố Hồ Chí Minh phớt lờ nó đi? Như vậy, liệu có công bằng với bà Hằng hay không? Bà Hằng đã hết sức tỉnh táo và nhận ra dã tâm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, nên bà đã chủ động chấp nhận bản án sơ thẩm 3 năm tù. Trong phiên phúc thẩm của các bị cáo khác, bà Hằng nói, xin tòa giảm án dù một tháng, một ngày cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó là những gì tôi thực sự, thực tâm xin tòa. Hãy cho tôi một chút danh dự, một chút lòng tự trọng. Theo hội đồng xét xử, tuy bà Hằng không kháng cáo, nhưng đã thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi của mình, đã nộp lại toàn bộ số tiền bồi thường, nên tòa giảm án 3 tháng tù cho bà. Giới quan sát đánh giá đây là điều rất lạ lùng. Hình như bà Hằng đã được ai đó mớm cung và có lẽ đằng sau những biểu hiện chạy án nhưng bất thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao bị án Nguyễn Phương Hằng không được đặc xá như Chu Ngọc Anh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Liệu Trung còn có được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái, trả tự do trước thời hạn hay không? Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động đề nghị rút khỏi chức vụ Chủ tịch nước như đồn đoán được đánh giá là điều hợp lý. Với lý do ông Tô Lâm chưa đủ bề dày kinh nghiệm cần thiết để có thể nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Hơn thế nữa, nhìn vào lịch trình làm việc dày đặc của ông Tô Lâm trên hai cương vị đứng đầu đảng và nhà nước trong thời gian gần đây, người ta thấy ông chỉ có họp và họp. Do vậy, ông chỉ giữ một chức vụ Tổng Bí thư là điều hoàn toàn hợp lý. Tối ngày 29 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam. Cùng dự buổi lễ có cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,
cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nguyên Chủ tịch Quốc hội, các nguyên Thường trực Ban Bí thư. Giới quan sát đánh giá, vị trí ngồi của các lãnh đạo khiến người ta nghĩ đến một bộ tứ 3+1, khi ông Dũng ngồi ở vị trí trung tâm nhất cùng 3 nhân vật tứ trụ. Một điều đáng chú ý là sự vắng mặt của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dường như ông Tư Sang trong thời gian gần đây đã vắng mặt thường xuyên trong các sự kiện chính trị quan trọng. Nhiều ý kiến lo ngại ông Tư Sang là nhân vật có biệt danh là Tư Sang nham hiểm, liệu có đang bày mưu tính kế với hy vọng lật ngược được thế cờ hay không. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của cựu Thường trực Ban Bí thư, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giữa tin đồn liên quan đến tin mừng với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người được cho là con nuôi của ông Lê Hồng Anh. Báo Tiền Phong vào ngày 29 tháng 8 đưa tin cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự. Bản tin cho biết Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội thông báo ông Chung đã hoàn tất việc thi hành án liên quan đến vụ án thổi giá cây xanh. Ông Chung đã bồi thường và nộp lại án phí tổng cộng hơn 25 tỷ đồng. Đáng chú ý, báo Tiền Phong nhấn mạnh điều này có thể là một yếu tố để xem xét giảm án trong thời gian tới. Phải chăng đây là dấu hiệu về một tin mừng với ông Nguyễn Đức Chung? Một câu hỏi khác được dư luận đặt ra là liệu ông Đinh La Thăng có được Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến ủng hộ và cho rằng với quyền lực của ông Tô Lâm và trách nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng, hy vọng ông Đinh La Thăng sẽ được xem xét để tiến tới được đặc xá. Tương tự ông Trung Ngọc Anh, một đệ tử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, ông Tô Lâm sẽ không tán thành đề xuất kể trên với lý do người ký bản kết luận điều tra với ông Đinh La Thăng chính là ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông này là Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đổi lại trường hợp Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Hà Nội sẽ được xem xét. Cũng như ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Đức Chung đang thi hành án từ 13 năm 6 tháng và chưa chấp hành đủ 1/2 bản án. Tuy nhiên, với cái gọi là trường hợp đặc biệt hay trường hợp ngoại lệ, một loại bảo bối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì người có quyền lực cao nhất hiện nay là ông Tô Lâm có thể làm được tất cả. Cũng xin nhắc lại, theo giới thạo tin, ông Nguyễn Đức Chung là con nuôi của ông Lê Hồng Anh, một người bạn vào sinh ra tử với ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là viễn kiến của ông Ba Dũng nhằm để đàn em của mình có thể quay trở lại. Ông Dũng đã chấp nhận nín thở để qua sông. Liệu ông Nguyễn Đức Chung có được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái xem xét việc này như món quà để cảm ơn Đại tướng Út Anh, tức là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin liệu Chung còn có được Tổng Bí thư Tô Lâm ưu ái trả lại tự do trước thời hạn hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.